em xin cảm ơn các anh ở đội tuyển Việt Nam đã quan tâm và mọi người đã quan tâm luôn ở bên em, động viên em, hỏi thăm em. Em xin hứa sẽ trở lại, sẽ cố gắng tập luyện, sẽ cố gắng dưỡng thương để trở lại và mạnh mẽ hơn trước. Em xin cảm ơn mọi người và các anh ở đội tuyển Việt Nam đã quan tâm luôn ở bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.